Lenny là ông trùm băng đảng ở London. Archie là cánh tay phải đắc lực của ông ta. Lenny thông qua sàn bất động sản kiếm được bộ tiền. Đương nhiên, sàn bất động sản của Lenny cũng chả phải sàn chính quy gì. Ông ta cấu kết với Uri, một tỷ phú người Nga, lừa tiền của biết bao nhiêu người rồi. Nhóm xã hội đen gồm Mumbles và Ontu nhắm được một mảnh đất, muốn cải tạo lại tòa nhà trên mảnh đất đó, làm xong sẽ kiếm được không ít tiền, đủ cho bọn họ tiêu xài xả láng một thời gian. Nhưng vì cả hai người đều từng ngồi tù, không những bị ngân hàng từ chối không cho vay, mà còn không được cấp phép xây dựng. Để mối làm ăn này có thể tiến hành thuận lợi, Ontu không chỉ mời nghị viên phụ trách cấp phép xây dựng đi ăn một bữa sang trọng, mà còn tìm đến người đồng hương Lenny, hy vọng có thể vay chút tiền từ Lenny để có tiền đầu tư. Nhưng sau khi họ vay được tiền, tay nghị viên lại từ chối đơn cấp phép xây dựng của họ. Như vậy thì mối làm ăn này đã bị Ontu làm hỏng bét rồi. Thấy vụ làm ăn của Ontu hỏng bét, chỗ tiền mà Lenny cho mượn cũng bay theo gió luôn. Ông ta nói rằng sẽ trực tiếp tới tận nơi tịch thu cả đất và nhà luôn, lại còn uy hiếp hai người trong vòng một tuần phải thanh toán số tiền lãi là 2 triệu bảng, nếu không thì đừng hòng sống yên ổn. Biết làm sao được, chỉ có thể đi xoay tiền để trả cho Lenny, dù sao thì ông trùm băng đảng cũng không dễ chọc. Ontu đang đau đầu vì số tiền nợ, thì Stella, một chuyên gia tài chính kế toán ở London đã tìm tới. Stella cũng không vòng vo mà nói thẳng luôn, cô ta có một vụ làm ăn lên tới 7 triệu bảng, cướp được chia 28 mét, hỏi anh có làm không. Ontu nghĩ, mối ngon thế này tội gì không làm, cướp luôn sợ gì, sẵn kiếm tiền trả nợ cho Lenny. Hôm sau, Ontu đưa Mumbles lên đường, mặc dù quá trình có chút vấn đề nhỏ, nhưng tổng thể thì vẫn coi là thuận lợi. Ontu hoàn thành nhiệm vụ, nhận được số tiền mình được chia. Anh liên hệ ngay với Archie, trả hết số tiền lãi cắt cổ mà họ nợ Lenny. Lúc này Lenny đang đọc báo, báo đăng tin con trai riêng của ông ta Johnny đã bị mất tích trên một du thuyền mấy ngày trước, rất có thể đã chết rồi. Một chỗ khác ở London, có một tổ chức xã hội đen, người ở đây đều là một đám người chuyên làm chuyện xấu. Lúc này Bob, người anh em tốt của Ontu, không biết bị ai đó chơi xấu, ngày mai sẽ phải ra hầu tòa, thứ đang chờ đợi anh ta rất có thể là 5 năm tù. Tối đó, Ontu tổ chức một bữa tiệc cho Bob tận hưởng lần cuối trước khi tạm trú trong tù. Không những tìm cho Bob mấy cô vũ nữ múa thoát y, còn có cả ma túy các loại nữa, nhưng dọc đường Bob vẫn luôn buồn bã không vui. Nói mình không thích vũ nữ thoát y, Ontu, không lẽ cậu không nhận ra sao, người tôi thích là cậu đó. Ontu vừa nghe xong thì máu dồn lên não, không thể chấp nhận nổi, mắng Bob một trận tơi bời hoa lá, thật phí phạm cho cái khuôn mặt đẹp trai của cậu. Gái đầy đường không thích, mà lại đi thích tôi là sao, tôi coi cậu là anh em tốt, cậu lại muốn chơi trò cưỡi ngựa với tôi hả? Sau một hồi chửi bới xối xả, Ontu thấy Bob ôm đầu nức nở, mới thấy có lẽ mình đã hơi quá đáng rồi. Nhưng cũng đành bó tay thôi, ai bảo là anh em tốt của mình chứ, yêu cầu nhỏ bé này thì có thể đáp ứng cho anh ta được. Sau khi nhận được tiền của Ontu, Lenny đang gọi điện thoại nói chuyện với Archie, nhưng khi vừa ngẩng đầu nhìn lên, bức tranh mình mượn của Uri đã không cánh mà bay rồi. Uri luôn coi bức tranh này là thần may mắn của mình, nên Lenny rất hoảng hốt. Mặc dù mình là ông trùm băng đảng, nhưng Uri là đại gia giàu có nhất nước Nga. Nếu để anh ta biết bức tranh đã bị mất, thì anh ta sẽ ăn tươi nuốt sống mình mất. Lenny vội vàng gọi Archie đến, bảo Archie mang theo đàn em đi tìm bức tranh. Sau khi rời khỏi chỗ Lenny, Archie tìm một tay xã hội đen nhờ giúp đỡ. Ở cái mảnh đất này, không có gì mà tay này không biết, bao gồm cả việc làm thế nào để tìm được bức tranh kia. Nhờ vào tình báo của anh ta, Archie bắt được hai tên nhát gan. Theo lời khai của hai người, người trộm bức tranh chính là Johnny, người đã bị đồn là chết từ mấy ngày trước. Lenny vốn đã không ưa thằng con trai này rồi, nghe xong thì tức ói máu. Giờ đã biết kẻ chủ mưu trộm bức tranh, nhưng lại không tìm thấy người đâu. Lenny chỉ có thể tìm tới quán bar mà Johnny thường xuyên đi đến, uy hiếp quản lý bắt anh ta khai ra, nếu không thì mười mấy quán bar ở con phố này sẽ phải đối mặt với nguy cơ đóng cửa. Thấy cái cần câu cơm của mình sắp bị gãy rồi, Mickey trực tiếp đi tìm Johnny. Phía Uri bên này, 7 triệu đầu tư cho công trình của mình bị cướp mất mà lại chẳng có tí đầu mối nào về người cướp tiền, nên trực tiếp yêu cầu Stella chi thêm cho mình 7 triệu nữa. Lần này để đảm bảo an toàn, Uri thuê hai tên cơ bắp lực lưỡng hộ tống. Tối đó Stella mời Ontu và bạn bè anh tới dự bữa tiệc mà chồng mình tổ chức. Chồng của Stella là một luật sư, mặc dù trên danh nghĩa thì hai người là vợ chồng, nhưng anh ta cũng giống Bob, đều thích đàn ông. Lúc Stella và Oan vừa nhảy, vừa lên kế hoạch cho lần cướp tiếp theo. Chồng Stella nói với Mumbles rằng, mình biết kẻ phản bội trong đám xã hội đen là ai, chỉ cần Bob đồng ý ngủ với tôi sẽ nói. Vì băng đảng, Bob đành phải xả thân vậy. May mà anh ta vẫn khá đáng tin, đã nói tin báo này cho Bob biết. Còn Ontu thì nhận nhiệm vụ mà Stella giao cho mình, đang định ngày hôm sau lại đi một chuyến nữa với Mumbles. Kết quả Mumbles lại cứ đòi kéo cả Bob đi theo, đã thế còn nói toẹt ra anh ta đã biết sở thích của Bob. Ontu miễn cưỡng đồng ý. Lần này ba người thay đổi kế hoạch, lái xe lớn đâm thẳng vào xe của bọn họ, làm xe chuyển tiền của Uri lật ngã. Lúc Ontu đập cửa sổ xe để lấy tiền, hai người trong xe đột nhiên tỉnh lại,
lôi Oantu vào trong xe đập cho một trận. Khó khăn lắm Mumbles mới cứu được Oantu. Tên lực sĩ được thuê hộ tống tiền, nhảy lên cửa sổ xe của ba người, bốp bị che khuất tầm nhìn nên đâm thẳng vào cửa kính của một cửa hàng tiện lợi bên đường. Xe hỏng rồi, đành phải quốc bộ thôi. Ba người bắt đầu chạy như điên. Hai gã lực lưỡng vẫn đuổi theo sát phía sau. Nhưng Oantu không ngờ được, hai thằng này đuổi nhây quá, cứ đuổi theo mãi không chịu buông, chỉ có thể trốn vào đường hầm thừa thời cơ đánh lén, may ra mới cắt đuôi được. Bên kia hai người cầm vali tiền đã trộm được một chiếc xe máy để bỏ chạy. Lenny bên này, vì mãi mà vẫn chưa tìm thấy Johnny, nên Uri đã hoài nghi mục đích của ông ta. Anh ta rất tức giận, không chỉ đánh gãy chân Lenny, mà còn yêu cầu ông ta sáng sớm ngày mai phải trả bức tranh kia về, nếu không thì cứ chờ chết đi. Còn Johnny lúc này, vì đã nghiện ma túy, nên đã bắt đầu xuất hiện tác dụng phụ. Bạn cùng phòng của anh ta sợ anh ta cứ thế này mãi sẽ chết, nên tìm hai tên gay về cho anh ta. Hy vọng dừng việc này để rời lực chú ý của anh ta. Nhưng Johnny không ngờ, hai tên trong vật vờ vô dụng kia lại nhân lúc mình rời khỏi phòng, mang bức tranh mà mình trộm được đi. Hai tên trộm tranh cũng không biết đó là hàng thật chứ không phải là hàng giả. Sau khi về tới hang ổ của đám xã hội đen, thì bán bức tranh rẻ như mớ rau ngoài chợ. May thay người mua lại từng được Oantu giúp đỡ, nên đã tặng nó cho Oantu. Lúc này Oantu còn chưa hiểu rõ về lai lịch của bức tranh, Stella đã tìm tới. Thật ra cũng không có gì đặc biệt đâu, chỉ là muốn tìm anh đến giải khuây. Sau khi xong chuyện, anh ta tặng bức tranh cho Stella. Sau khi Stella đi, Oantu nằm thư giãn, đeo tai nghe những bài nhạc disco cổ điển. Đang thư giãn nên anh không hề phát hiện ra có người đến. Đến tận lúc dao kề vào cổ, Oantu mới nhìn thấy mặt người đó là hai lên lúc trước mình cướp tiền. Sau đó họ bắt đầu giày vò Oantu. Đúng lúc này, Archie nhận được tin tức nói Oantu chính là một trong những người cướp tiền, vội chạy tới. Vừa mở cửa đã nhìn thấy cảnh này, Archie cũng đơ cả người. Dừng lại ngay. Bên này Archie đang định đưa Oantu đi, Bob và Mumbles đã tìm tới. Hay lắm, tiện thể bắt luôn cả đám, ba người đều bị tóm gọn không thiếu một ai, còn hai tên lực lưỡng kia chả có tí giá trị lợi dụng nào, lại còn bố láo nữa, bị Archie cho đăng xuất khỏi server. Mickey lúc trước bị ép đi tìm Johnny, cũng thành công tìm được Johnny mang về. Kết cục là hai cha con mới nói mấy câu, Lenny đã rút súng bắn vào bụng Johnny, còn sai đàn em mang Johnny ra ngoài xử đi. Giải quyết Johnny xong, bây giờ đến lượt ba người Oantu, muốn giữ mạng nên mang Bob đưa cho Archie tài liệu về nội gián mới lấy được. Trong tài liệu ghi rõ, một người tên là Sydney, mỗi năm đều mật báo vài người của băng đảng cho cảnh sát. Mà trong vòng 20 năm qua, Archie đã gặp cái tên này rất nhiều lần rồi. Sydney chính là cái tên khác của Lenny. Archie từng phải ngồi tù 4 năm, cũng chính là do Lenny tố giác, thế mà sau khi ra tù, mình còn ngu ngốc trung thành với Lenny. Cảm giác mình đã bị người ta bán đứng, mà còn giúp người ta kiếm tiền, anh ta tức quá, trực tiếp cho thả ba người Oantu đi, treo Lenny lên. Còn Johnny thì vẫn chưa bị giải đến chỗ hành quyết, đã được Oantu cứu. Sau đó anh ta được đưa tới bệnh viện, cai nghiện thành công, bắt đầu cuộc sống mới tốt đẹp hơn. Rock and Roll công chiếu vào 2008, bộ phim có nhiều yếu tố hài hước, cộng với cách dựng phim khéo léo, mang lại cho người xem cảm giác kích thích mạnh mẽ. Mà xem xong bộ phim này, chắc Thỏ cũng mất niềm tin vào đàn ông rồi. Bộ phim đến đây là hết rồi. Mình là Thỏ, xin chào và hẹn mọi người ở video tiếp theo. Hey, mọi người thấy video thế nào? Hãy cho Thỏ biết ở bên dưới phần bình luận nha. Còn nếu mà mọi người thấy hay thì hãy cho Thỏ một like và một subscribe để ủng hộ kênh của chúng mình trong những video sắp tới nha. Cảm ơn mọi người.